Chào các bạn có khỏe không? Bây giờ đang là tối thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024. Lúc này đang là hơn 10 giờ 30 tối ở thành phố Hồ Tân. Các bạn ạ, giờ này chắc bên Việt Nam cũng là khoảng hơn 10 giờ 30 sáng thứ năm. Thưa các bạn yêu mến, tất cả những vụ án đầu độc bằng chất độc cyanua chắc chắn là phải có liên quan đến vấn đề tiền bạc và thủ phạm chắc chắn phải là nữ giới các bạn ạ. Thế thì tại sao thủ phạm lại phải đầu độc chết nhiều người đến như vậy, trong đó có những người không liên quan gì cả cũng đã bị chết một cách hết sức là oan uổng các bạn ạ. Thưa các bạn, những vụ án giết nhiều người bằng chất cực độc cyanua hầu hết thủ phạm là nữ giới. Do thủ phạm là nữ giới mà nữ giới lại rất là sợ cô đơn nên không bao giờ muốn chết một mình, phải vậy không các bạn? Chết cũng phải có bầu bạn đi theo cho bớt cô đơn chống chạy. Cho nên trong số 6 người Việt bị đầu độc chết ở Bangkok, Thái Lan, có những người chết một cách oan mạng, chẳng có liên quan gì cả các bạn ạ. Cho nên các bạn cần phải hết sức lưu ý, nhất là khi tạo lập một mối quan hệ, một sự quen biết với một người nữ nào đó. Nếu không, cẩn thận trong mối quan hệ quen biết với nữ giới, bạn có thể bị chết bất đắc kỳ tử, chết mà không hiểu vì sao mình chết. Một cái chết êm ái, nhanh chóng mà không hề có bất kỳ một thương tích gì bên ngoài cả các bạn ạ. Thưa các bạn, nữ Việt kiều Mỹ này vì tham lam, vì tham vọng muốn kiếm thật nhiều tiền nên đã vay mượn tiền để đầu tư kinh doanh làm ăn kiếm lời. Tuy nhiên cuộc đời không bao giờ như là ta mơ ước cả các bạn ạ. Cuộc sống thực tế không bao giờ là một giấc mộng đẹp cả các bạn ạ. Thực tế của cuộc đời rất là phũ phàng, rất là cay đắng các bạn ạ. Và nữ Việt kiều Mỹ này đã làm ăn, kinh doanh thất bại hoàn toàn và không còn khả năng chi trả nợ nần tiền bạc nữa
Cuối cùng, nữ Việt kiều Mỹ này đã lâm vào cảnh bế tắc hoàn toàn và đã chọn một giải pháp hết sức là điên cuồng, độc ác và tàn nhẫn. Đó là tự giải thoát bản thân khỏi cuộc đời đầy chông gai cay đắng này, đầy bế tắc này, đồng thời kéo theo 5 đồng hương người Việt cùng xuống dưới suối vàng để cho có bạn, có bè khi bước sang thế giới bên kia, để không lẻ bóng cô đơn các bạn ạ. Thưa các bạn, nữ giới rất là sợ cô đơn, rất là sợ sự chống chọi cô đơn lẻ bóng. Có lẽ vì vậy mà nữ Việt kiều này đã kéo theo 5 đồng hương người Việt cùng xuống dưới suối vàng để không cô đơn, để không lẻ bóng. Có lẽ là như vậy. Nhưng mà như vậy thì quá tàn nhẫn, quá độc ác. Trong số những đồng hương người Việt mình bị nữ Việt kiều Mỹ này kéo sang thế giới bên kia, có những người không có liên quan gì đến nợ nần tiền bạc của nữ Việt kiều Mỹ này, nhưng đã bị chết một cách oan ức, oan uổng. Các bạn ạ, hết sức là tàn nhẫn, hết sức là độc ác. Có những người còn rất là trẻ, còn rất là yêu đời, còn rất là nhiều ước mơ, cả một tương lai phía trước còn rộng mở, nhưng đã bị nữ Việt kiều Mỹ này đầu độc chết một cách oan uổng. Phải vậy không các bạn? Sau đây, Góc nhìn Lê Phú Dũng xin hân hạnh được hồi âm bình luận của quý khán giả trong video Một câu chuyện tình yêu kẻ điên tình. Quý khán giả Kim Nguyên Trinh có lời bình luận như sau. Chú yêu ơi, bé xem xong rồi á. Chúc chú yêu nhiều sức khỏe. Bình an. Chịu like. Nhất trí đồng ý. Cùng với 9 trái tim yêu thương đỏ thắm. Góc nhìn Lê Phú Dũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả Kim Nguyên Trinh đã có lời bình luận rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Kim Nguyên Trinh là một tài năng ca múa giặc rất là xuất sắc.
Rất là tuyệt vời. Đang được nhiều quý vị khán giả ngưỡng mộ đón xem. Chúc Kim Nguyên Trinh mau chóng trở thành một ngôi sao ca múa vàng. Kim Nguyên Trinh giá. Quý khán giả Diệu Nguyệt Bolero có bình luận như sau. Câu chuyện tình yêu nghe giọng bạn kể, nghe thích ngọt ngào, êm dịu. Chúc buổi tối vui vẻ. Góc nhìn Lê Phủ Dũng. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả Diệu Nguyệt Bolero đã có lời bình luận khen góc nhìn Lê Phú Dũng kể câu chuyện tình yêu nghe thích ngọt ngào êm dịu. Cảm ơn quý khán giả Diệu Nguyệt Bolero rất là nhiều. Diệu Nguyệt Bolero có một giọng hát rất là cảm xúc, rất là buồn tê tái tâm can. Các bạn hãy ghé nghe Diệu Nguyệt Bolero hát những bản tình ca buồn lâm ly tê tái, rất cảm động, rất hay các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe và xem video này. Rất mong mọi sự đóng góp ý kiến và bình luận của các bạn khi nghe và xem video này các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhé.